Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây là cái đoạn video giới thiệu với anh em cái con máy cài đang trả đây. Isuzu TS 2510, đây là cái phần đít của nó, đầu nó đang tháp cái đầu máy là máy đầu máy là 3910 turbo đây. Đấy. Tháp máy turbo. Con này thì hiện trạng nó có như vậy thôi nhé. Mở nắp rùa, nắp số ra để kiểm tra toàn bộ cái dàn số nó xem có đẹp hay không. Đấy. Đi một vòng cho anh em xem nhé. Đó, hiện trạng nó như vậy nhé. Động cơ bằng hành chính. Thấy cái dàn số đó. Bây giờ là đưa đây này, cái mã số nó này. TS 2510 nhá. Cái dàn số máy nhìn từ trên xuống dưới nhá, ở trong video anh em khó nhìn nhưng mình nhìn thực tế bên ngoài mình nhìn thấy rất là rõ luôn. Dàn số máy. Đây, và là dàn số sới đây. Nguyên bộ số sới này. Chất như hàng bãi luôn nhé anh em. Đấy. Đây nó tươm tươm nước đấy. Anh em nhìn thấy đây nè. Cái con này là người ta để lâu lắm. Người ta không có chạy. Đó. Mấy cái đầu răng của nó. Cái đầu răng, đầu hạt bắp của nó cực kỳ. Còn nói chung là chất như hàng bãi luôn. Nhông kể cả nhông đùi, nhông con. Rồi đây là cái quan trọng nhất là cái cùi dĩa đây. Cùi còn... còn rất đẹp luôn, dĩa nó cũng dính, nó tươm nhớt, nó tươm hơi nước lên này, chứ lau qua nó vàng ché luôn. Nói chung là cái cục đít nó không thua gì hàng bãi, chỉ có mỗi cái hình thức nó xấu với lại nó có rổ gió một ít thôi, do để lâu không dùng, cùi thì còn đẹp. Quan trọng nhất là trái nhông con này, trái nhông con này còn rất là đều nha, đẹp và đều lắm. Hấu rùa đây là cái cu sới nữa này. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng đít đầu cái phần gì đó, phần nào đó thì cứ liên hệ nha, thích lấy cái hộp số hay là động cơ hay là cả khúc như thế này, lấy phần nào đó thì anh em cứ alo trực tiếp thương lượng. Nó còn vài chi tiết nữa nhưng mà nó không có đáng giá gì hết, mình ném ở bên ngoài đây. Cái dàn nắp của nó, hai cái yếm hai bên này, hai cánh gà này, cái dàn lọc gì đấy. Rồi đổi bánh lốp coi như có mà nó xấu rồi. Đó, bánh xe này nó xấu. Không đẹp, nứt lung tung hết rồi. 2 24. Gọi là chỉ gắn lắp cho có hình thôi. Lắp dè này. Rồi, chủ yếu là con này trả ra để cắt khúc ấy, anh em có nhu cầu sử dụng hộp số hay là động cơ gì đấy thì liên hệ nhé. Con máy thì nhìn cũng còn tương đối, còn chạy được. 39 ngựa, 3910, 39 ngựa. Đây mã số đây, 1.498 turbo nhé. Rồi. Dàn tắp lô. Đó. Rồi, cái bộ số tuyệt vời luôn.
về thay mấy cái phốt phốt cốt đùi là chạy thôi. Tán đùi mình cũng còn để lại nguyên. Rồi, chung kết thúc video nhé anh em. Anh em có quan tâm đến món nào thì liên hệ trực tiếp nhé.